sức hút của chàng tiền vệ Matip không hề giảm đi, ngược lại còn tăng cao khi anh ra nước ngoài thi đấu. Không chỉ có lượng fan Việt cực có tâm, luôn dõi theo ủng hộ, Xuân Trường cũng nhận được sự quan tâm cực lớn đến từ fan Thái Lan. Từ khi Xuân Trường gia nhập Buriram United SFC, đội bóng hàng đầu Thái League thu về lượng fan Việt khá lớn. Bất kỳ những thông tin, hình ảnh hay video liên quan đến tiền vệ người Tuyên Quang đều nhận được lượt tương tác chia sẻ lớn từ cộng đồng mạng Việt Nam. Chỉ một bức ảnh anh chàng cười tươi tắn khi ăn trưa cùng các đồng đội fan Việt áp đảo trong số bình luận và chia sẻ. Bức ảnh nằm trong chùm ảnh hoạt động của câu lạc bộ Buriram United sáng ngày 11 tháng 2. Và Xuân Trường trở thành mối quan tâm số 1 trên mạng xã hội trong số các thành viên của đội bóng đang là nhà vô địch Thái League. Bức ảnh nhận được lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận cao gấp nhiều lần hình ảnh của các cầu thủ khác. Fan Việt đang thể hiện một tinh thần, dù cách trở về ngôn ngữ, địa lý thì thần tượng của họ ở đâu, tình yêu của họ sẽ chạy đến đó. Những bình luận của người hâm mộ Việt Nam khiến tên tuổi cũng như biệt danh, sở thích của anh chàng được nhiều fan Thái biết đến. Sự nhiệt tình của những người yêu Xuân Trường làm người hâm mộ Thái Lan cũng phải cảm động. Không chỉ quan tâm đến các hoạt động của Xuân Trường, fan Việt còn bắt đầu chú ý đến những người đồng đội mới của anh. Có người vui tính được ví với Đức Trinh, người được so sánh với Hoàng tử Đức Huy theo một cách cực dễ thương. Điều này khiến người hâm mộ Thái Lan khá bất ngờ. Xuân Trường thực sự đã đem đến cho đội bóng mới một lượng fan hùng hậu. Sự nhiệt tình của fan Việt khiến người Thái cảm thấy yêu thích. Fan Thái Lan khá chú ý đến tiền vệ mới gia nhập Buriram United SFC. Xuân Trường được đánh giá là có gương mặt giống người Hàn Quốc và tên gọi giống người Trung Quốc. Biệt danh Trường Tồm của anh cũng được quan tâm. Có người dù chưa được thấy Xuân Trường trực tiếp ra sân vẫn dành tình cảm yêu mến với tiền vệ tuyển Việt Nam. Trong khi đó, fan Việt bắt đầu chú ý đến các cầu thủ khác của Buriram United SFC. Một cầu thủ trong lúc cười đùa được ví giống Đức Trinh, một thành viên KHSC được ví với Đức Vua Phạm Đức Huy khi liên tưởng đến khoảnh khắc chàng tiền vệ sinh năm 1995 ăn bánh.